giờ sẽ là lượt của Steven, mời em. Ta sẽ phục thù. Số 3. Đẩy 6 luôn. Thử thách. Mời em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là ô thử thách. Hãy thử thách tôi đi, hãy chờ xem. Ừ. Thử thách gì ạ? Cú đánh uy lực. Thử thách này có bộ vui nữa nha. Vô rồi. Đội chơi sẽ đội vớ da. Ủa kì vậy? Cú đánh uy lực gì kì vậy? Đây, để di động nha. Đội chơi sẽ đội vớ da có bọc quả banh nhỏ trên đầu. Đội chơi sẽ quay đầu liên tục để trái banh quật ngã được những chai nước trên bàn. Trong vòng 3 phút quật ngã được 30 chai nước sẽ hoàn thành thử thách. À. Quá tuyệt vời. Tôi thích thử thách này. Xin mời thử thách. Như chúng ta đã thấy, trên đầu của Steven Nguyễn đã đeo cái gọi là một chiếc vớ. Đang đội vớ trên đầu. Dạ, và kèm một chiếc banh. Và đúng rồi, cái động tác đó, mình xoay. Xoay làm sao trong vòng 3 phút ngã được 30 chai nước ở đây thì mình sẽ vượt qua thử thách và nhận về số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Sao cái nét mặt em xoay nhìn nó thanh thản quá vậy Steven? Bây giờ em mới biết cảm giác của con gái có tóc dài. Thì ra nãy giờ em coi đó là tóc quá hả? Đúng. Nó giống tóc gì đó. Buka, nếu hoàn thành được thử thách là 3 triệu đúng không? Dạ. Mỗi người 1 triệu rưỡi nha, cố lên em. Ủa mà cái này một mình em làm thôi hả? Em thắc mắc là nãy thử thách là đội chơi mà sao một mình anh làm vậy? Chị không chơi hả? Vậy thôi một mình em 3 triệu chị không cần chia đâu. Thư tóc. Mời Steven vào vị trí. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. 3 phút bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. 3 phút rồi. Cố lên. Đạp mất. Khó quá. Mạnh lên, nó giãn ra. Mạnh lên, đúng rồi. Đúng rồi. Cầm xuống. Ok chưa? Ok chưa chị? Em không thấy đường. Cầm xuống. Chị nhìn giùm em. Cố lên. Thấp người xuống. Cuối nữa. Lùi lại. Bình tĩnh. Hết thấy đường rồi. Cái chiếc vớ nó càng giãn ra. Quay ngược lại cho đỡ chóng mặt. Ok. Từ từ. Bình tĩnh. Hồi nãy nói hay lắm. Nói cái này phải dùng kỹ thuật. Nghề của em. Mà coi đạp mức kìa. Coi lên tới trên rồi. Trời ơi. Mạnh lên. Để coi. Wow, hay quá Steven ơi. Hay quá, sắp đứng tới cái bàn luôn. Cố lên. Không tới. Dạ, khòm xuống, em phải khòm xuống nó mới tới. Ok. Em quay lấy chớn đi rồi em khòm xuống. Ok chưa? Wow, nhìn em hay lắm. Tiền thưởng thì được có 3 triệu với tiền thuốc là 5 triệu đó. Chơi cái này xong về bị rối loạn tiền đình đó. Quay ngược lại không? Trời ơi. Cố lên. Đừng có quay liên tục. Mình chỉ cần quay cái nào, mình nhắm cái nào quay cái đó là đúng rồi. Trời ơi. Phải quay cho nó dài ra cái đó. Nãy giờ là tôi thấy là bước qua mức không đó nha. 2 phút rưỡi rồi. Bình tĩnh, còn được. Còn nước còn tát. Cố lên em ơi. Chắc rồi đó. Đó. Khòm xuống. Cái nữa. Khòm xuống. Hay. Hay quá. Bên này. Chị ơi xuất ra chị ơi nguy hiểm quá. 9 8 7 6 Hay còn cái nữa. 5 4 3 2 Hay. 1 Yeah. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời và còn nói gì nữa. Xin chúc mừng Steven mang về cho mình thêm 3 triệu đồng.